Bào từ thôi, nhẹ thôi, cái đó nó nhẹ. Cái từ từ thôi, nó mỏng, đừng có ép quá. Ép quá nó dày. Chiều làm mới ăn luôn. Mỏng. Lại có ớt này. Ngon. Mỏng cho nó mềm. Biết rồi. Từ ớt này để ăn mắm nè. Cá chanh sẵn rồi kìa. Dạ. Cái nhà này cắt cho người bốt có cái gà luôn, cái nhà cắt rồi bốt nè. Ừ, tùy. Em ơi, nếu mà sau này tuyệt vời đó các bạn. Có đủ các bạn. Wow. À. Rồi, mời các bạn nha. Wow, dữ trời. Em rất già lắm sao quá. Già quá. Kỳ vậy. Cái gì mà nặng dữ vậy, không biết cái gì. Ủa, lọc cái xe đi đâu rồi?